Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những buổi chợ chiều của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1973. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6. Họ lên đường bằng tàu thủy. Người mẹ đã biến nơi này thành một bến tạm cho tàu bè tiếp tế của họ. Còn Đà Nẵng thì đã là một bến tàu từ hàng ngàn năm rồi, nên có tàu Mỹ giúp hai nơi này liên lạc thường xuyên với nhau. Và nhà thầu cứ nhờ vả nhà binh khi nào nhờ được. Trừ hai người, còn thì cả bọn chưa ai biết Đà Nẵng lần nào cả. Hai anh biết đó biết đây thì rất ít nói, còn bọn không biết đất nước thì dĩ nhiên là không có ý kiến nào, nên họ ra đi mà không thất vọng, sợ hãi hay phấn khởi gì hết ráo. Đổ bộ rồi họ cũng chẳng biết gì cho nhiều, nhưng cái ngày được nghỉ việc để tìm chỗ ở, cái ngày ấy được trả lương và họ tìm được nhà quá mau lẹ, nên đã để ra nhiều thì giờ để đi khám phá thành phố. Và bấy giờ họ mới hay rằng nơi này hay ho lắm, có tính cách dung nạp con người. Sống ở đây hẳn là rất dễ chịu, mà nhất là công việc của nhà thầu lại cần họ tại đây ít lắm là một năm rưỡi, nếu không có trục trặc kỹ thuật về mặt chính trị. Sau lưng những công trường khổng lồ mà ta đoán rằng là muôn năm, sau lưng những trận đánh ác liệt mà quân đội Mỹ đã đưa ra khả năng và tiềm lực vượt bậc của họ, thật ra thì ông nhạc trưởng vô hình là ông chính trị. Ông ấy hô đánh tới thì công việc cứ còn hoài, nhưng nếu vì lẽ gì mà ông ấy bảo thôi thì toàn thể bộ máy sẽ ngưng chạy thình lình. Đây là một bọn nhân công sống nhờ quân đội Mỹ, nên họ rất ý thức về cái khoản đó. Nó làm cho sinh kế của họ quá ra bấp bênh hết sức. Người đánh giặc không sợ thua, nhưng cũng chẳng cần thắng. Họ đạt được mục đích nào đó rồi thì ale top. Thế là bọn này thất nghiệp. Nhưng đã trót sống như vậy, họ không dại mà thắc mắc cho lâu về sự trục trặc kỹ thuật có thể xảy ra đó. Cứ làm việc và an hưởng cái đã rồi hẳn hay. Mà ở đây thì an hưởng được, không như ở Chu Lai. Thành phố Đà Nẵng là thành phố mỹ lệ nhất của miền Trung. Nếu nhìn nơi ấy bằng con mắt Âu Châu hoặc con mắt Việt Nam thì Âu quá phần này. Ta cứ ca ngợi Huế và Hội An, nhưng sự phồn thịnh và khang trang là ở đây. Nói rằng chủ đất xưa của Trung Việt chọn đất để lập quốc không mát tai là nói tổng quát, chứ họ vẫn chọn rất khéo. Đây là đất thiêng của nước Lâm ấp, và các kinh đô đầu của họ được lập ra ở đây cũng vì hải cảng Đà Nẵng phần nào. Đây là hải cảng tốt nhất từ Cửa Việt cho tới Quy Nhơn, nên chỉ sau khi Pháp chiếm sông Sài Gòn và họ bắt đầu lấn áp triều đình Huế thì cái món mà họ đòi hỏi trước nhất là Đà Nẵng. Miền Trung chưa bị chinh phục còn được xem là đất bảo hộ, nhưng triều đình đã phải cắt Đà Nẵng mà tặng luôn cho họ. Trước Pháp hơn 1.000 năm, thương gia Ả Rập cũng đã xin phép Lâm ấp đặt thương điếm ở đây, vào thời mà Lâm ấp không có theo đạo Hồi. Chính người Tràm đã truyền lại cho ta cái địa danh mà họ không hiểu nghĩa, Cửa Hàng, tên cũ của Đà Nẵng, mà Pháp biến thành Turan. Hàng là một danh từ Ả Rập có nghĩa là thương vụ. Không biết tại sao mà rồi về sau các chúa Nguyễn lại dời thương cảng về Hội An. Có lẽ Đà Nẵng được để dành làm quân cảng, và vì lý do bảo mật nên tàu buôn ngoại quốc mới chỉ được tới Hội An mà thôi. Dấu tay người Pháp thấy rõ ở đây hơn là ở bất kỳ nơi nào khác, với những kiến trúc tuy không đồ sộ nhưng nó cho Đà Nẵng một bộ mặt Âu Châu rất là điển hình. Mặc dầu cái tên của thành phố cứ gọi nhớ nước Lâm ấp ngày xưa, Đà Ninh. Đà Nẵng có nghĩa là bảo vệ. Có lẽ là quân cảng bảo vệ kinh đô Trà Kiệu, Mỹ Sơn và Đồng Dương ở bên trong. Đà Nẵng cứ tiếp tục vai trò hải cảng và phồn thịnh. Mặc dầu triều đại hưng vong, thăng trầm thế sự, vật đổi sao dời, có lẽ cho đến mãi mãi, vì nó nằm ngay ở giữa đường Cửa Việt Quy Nhơn, giúp đắc lực cho việc tiếp tế cho cả một vùng rất dài mà không có thương cảng nào tốt hơn. Con phố mà họ thích nhất ở đây là bến Bạch Đằng, chạy dài theo bờ biển. Phố này đã có từ lâu đời, do người Pháp đắp vào thời họ mới chinh phục miền Trung Việt, nên cây cối trồng ở vỉa hè đã mang tính cách cổ thụ thiên niên. Người Pháp đã xây cất nhiều biệt thự bằng đá ở đây,
dai lưng ra biển và làm cho bến Bạch Đằng này khác với bến Bạch Đằng ở Sài Gòn, là đi trên phố, khách dạo mát, không phải là chỉ thấy toàn là nước như ở Sài Gòn. Bến Bạch Đằng Đà Nẵng khác bến Bạch Đằng Sài Gòn, nhưng lại giống đường tự do ở Sài Gòn phần nào, là do các tay nhà giàu ở Sài Gòn ra đây thuê những ngôi nhà ấy để biến thành snack bar và quán ăn có ca nhạc, ba ngày đóng cửa im lìm. Ở đây sang trọng thật sự chứ không giá díu như ở ngoài ô Cam Ranh và nhất là như ở Chu Lai. Quán là những ngôi nhà tốt đã có sẵn từ lâu đời và trông giống như nhà cửa của một làng bờ biển của Pháp mà khách thường thấy trong cinema. Nhưng vì thị trấn không có chuẩn bị tiếp khách nên những nhà cửa này cao giá hơn nhà cửa ở Sài Gòn nữa. Bọn này thuê một căn nhà ở đường Độc Lập phía bên trong, nhưng chạy song song với bến Bạch Đằng, thuê với giá Mỹ. Và nghe thiên hạ nói rằng thuê được là tốt phước lắm đó, vì chính người Mỹ tìm nhà cũng khó khăn lắm, mặc dầu họ rất dám chi tiền. Họ dám chi tiền nhưng có một hạng người khác dám chi hơn họ, đó là những tay làm ăn. Nghe đâu có một người Sài Gòn ra đây bỏ ra mấy triệu bạc để mở một hiệu ba gia thật lớn. Nhưng hiệu vừa được khai trương là chủ hiệu dẹp tiệm ngay tức khắc, bởi bọn làm ăn bỏ ra một số tiền bằng ba cái vốn của ông chủ ba gia để mua hiệu ba gia mà không cần lấy hàng hóa, chỉ lấy cái nhà không mà thôi. Bọn của Khánh lại sống chung với nhau như lúc ở Chu Lai. Bởi tiền thuê nhà quá cao thì chỉ còn một cách là sống như vậy mới khỏi sạt nghiệp mà thôi. Tức họ vẫn tiếp tục sống chung với nhau như ở Chu Lai, nhưng vì lý do khác hơn là ở Chu Lai. Ở Chu Lai thì không tìm nhà được, ở đây thì không tìm được tiền. Nhưng cả bọn đều yêu đời. Ở đây có con người, những kẻ tạm cư mà cứ chực chờ ra đi như dân ta ở Chu Lai, giống những bóng ma. Chính dân cũ mới là kẻ thổi sinh khí vào một nơi chốn. Hồn của nơi chốn là dân cũ và những gì mà họ tạo lập ra, cây cối mà họ trồng, mồ mả mà họ xây. Ngày sau, khi quê kỳ ra đi rồi, thì Đà Nẵng cứ còn là Đà Nẵng. Nhưng nhà cửa ở Chu Lai sẽ thành nhà quan trong một năm, rồi thì vật liệu nhẹ dùng cất nhà sẽ mục nát và nơi đó sẽ hoang vu trở lại như xưa. Ngày tối hôm đó, bọn này quyết định đi ăn ở một hiệu ăn sang trọng ngoài bến Bạch Đằng, vì cả bọn đều chưa được ăn ngon từ lâu rồi. Chỉ ăn một đêm thôi trong một tháng, chứ cơm thường thì họ đã mượn được người thổi nấu. Khi nội bọn vào hiệu thì họ không thấy thực khách người mình nào khác hơn họ cả. Thoạt tiên họ hơi ngại ngại, tự hỏi có phải chăng đây là sự kỳ thị chủng tộc của người Mỹ mà họ nghe nói. Sự kỳ thị này được thể hiện ra trong việc cấm người da màu vào các hiệu ăn để dành riêng cho người Mỹ. Họ còn đang vừa đưa mắt tìm chỗ ngồi, vừa nghĩ cách đối phó. Nếu sự việc mà xảy ra như vậy thì bồi bàn đã chạy lại đon đả chào mời họ. Vậy đây chỉ là hiệu ăn thường, và có lẽ người địa phương vắng bóng vì họ không nhiều tiền như người Sài Gòn, chỉ có thế thôi. Đây là một hiệu ăn có ca nhạc, và một thằng ngạc nhiên tự hỏi lớn lên: làm sao mà có ca nhạc được như vậy nè? Tại sao lại không được? Một thằng khác hỏi: coi vậy mà khó lắm. Năm xưa có một người Sài Gòn định mở phòng trà tại Cần Thơ, và ông ấy thấy là ông ta sẽ thành triệu phú nay mai, vì dân Phong Vinh và dân các tỉnh lân cận giàu lắm. Ông ta chuẩn bị đâu đó cả rồi, giấy phép cũng cần ra, nhưng bỗng ông ta thấy là quá kẹt, không thể nào mà thực hiện công việc được hết. Tụi bay biết là kẹt ở chỗ nào không? Tao rất ghét mấy cái thằng hỏi đố. Nếu tụi tao biết thì mày còn làm gì được mà nói nữa. Anh kể chuyện cười khà, rồi buộc lòng phải thôi đố và phải giải thích ngay. Kẹt vì vấn đề ca sĩ. Không lẽ cứ bắt một hoặc vài cô ca hoài thì ma nó xem và nghe, chứ ai thèm nghe nữa. Còn muốn nhiều cô luân phiên nhau mà xuất hiện thì làm sao đây? Ở Sài Gòn thì rất dễ giải quyết, bởi các cô chạy rạp được. Họ ca ở đây 5 phút rồi đi nơi khác để trình diễn 6 phút. Hiệu sẽ phải tốn ca sĩ có 5-6 phút cho mỗi cô, mà cứ mượn được 20-30 mỗi đêm. Còn ở đây các cô chạy đi đâu được để mà đủ sống? Nếu một quán mà đại thọ cho 20 cô đủ tiền ăn xài như khi các cô sống giữa Sài Gòn, thì sau một tuần lễ là phải dẹp tiệm ngay vì sạt nghiệp. À, đó là một trục trặc mà không ai có thể nghĩ tới. Nhưng ở đây thì họ làm được. Vậy ta thử xem coi họ làm sao. Lúc uống rượu khai vị thì bọn này nghe nhạc, hay nói cho đúng hơn là lũ nó quan sát ca sĩ. Các cô đang ca lúc họ mới vào đã vào trong rồi. Cô này vừa xuất hiện, nhưng cả hai cô đều lạ quắc và không được câu nào biết mặt cả.
Họ ca cũng tầm thường lắm, toàn là giọng mezzo soprano, là giọng mà bất kỳ ai cũng có được. Nhưng đây là một thứ mezzo soprano hạng bét của các mầm non không hy vọng lên cao. Thì ra cũng có cách. Các chủ hiệu mượn mầm non, và như vậy thì họ có thể mượn được 20-30 cô mà không tốn thù lao đáng kể. Nhưng chỉ làm được như vậy ở đây mà thôi, bởi khách Mỹ chẳng biết gì hết, chứ không thể áp dụng mẹo này ở Cần Thơ, vì khách Cần Thơ đa số là khách Việt. Thật ra thì không phải người Mỹ họ dốt ca nhạc đâu, nhưng họ không cần lắm, họ chỉ cần tiếng động để làm quạt náo không khí. Anh thông dịch viên giỏi gọi bồi bàn và hỏi: đêm nào cũng chỉ có bao nhiêu gương mặt ấy xuất hiện hả? Dạ không, mỗi tuần mỗi thay đổi ekip khác. Nhưng cũng cắt cứ mầm non? Dạ cũng không, thỉnh thoảng có những ca sĩ thượng thặng Sài Gòn, họ đi tuột nê qua các căn cứ. Ở đằng các hộp đêm còn có cả vũ sexy, và cũng cứ do các vũ công thượng thặng ở Sài Gòn đến đây. Té ra đêm nay là số báo thường, và thỉnh thoảng mới ra một số đặc biệt. Anh bồi bàn nhe răng ra mà cười. Anh ta là người Tàu, nhưng nói tiếng Việt rất đúng giọng, và chắc chắn là chủ nhân của hiệu ăn cũng là người Tàu. Ta tranh gì với người Tàu thì tranh, chứ về kỹ nghệ quán ăn thì ta đành đầu hàng họ vậy. Không phải vì ta không mượn được đầu bếp giỏi, mà vì ta chưa biết tổ chức. Bọn của Khánh bắt đầu ăn uống, không buồn nghe ca mà cũng chẳng buồn ngắm ca sĩ. Tuy cũng có vài cô đẹp, những người đẹp không nổi danh làm cho bọn được rửa thấy cũng bớt đẹp đi. Ca sĩ ở đây có lẽ gồm hai thứ người, ca sĩ địa phương và mầm non từ Sài Gòn tới. Nhưng ca sĩ địa phương vẫn có thể có tài, vì nhiều ca sĩ thượng thẳng ở Sài Gòn vốn xuất thân từ các đài phát thanh địa phương. Như vậy thì trong đám này hẳn có được một vài nàng mà năm tới đây sẽ trở nên tài sắc một khi ở Sài Gòn. Nhưng đám của Khánh không có anh nào đủ khả năng khám phá nổi một người có tài, nên họ xem thường các tài tử đang biểu diễn một cách thiếu tin tưởng, vì không được ai ngưỡng mộ. Món đầu mà họ ăn là món cá biển. Cá biển ở đâu thì ăn được, không như cá biển Sài Gòn, mà con nào cũng bủn xì bởi nhà chuyên chở hà tiện nước đá. Cá từ biển về tới thủ đô không còn là cá tươi nữa. Quán ăn này chắc là phát tài lắm, vì khách đông nghẹt. Người Mỹ sợ vi trùng Đông Nam Á nhiều hơn người Âu. Cho đến nước uống mà họ cũng lập nhà máy lọc ở Phi Luật Tân, rồi chở sang đây. Và thực phẩm mà phụ huynh học sinh ra gửi sang Mỹ cho con em họ du học bên ấy thường bị tịch thu tại các phi trường của họ. Nhưng họ cứ nhào vô các hiệu ăn ở đây để ăn cơm hàng bữa, vì cơm nhà binh của nước nào cũng quá dở, dở nhất là cơm nhà binh của nước Hoa Kỳ. Sự ham ăn ngon xô nổi sợ hãi vi trùng đi mất. Nhưng rồi rốt cuộc cũng chẳng có anh Mỹ nào mắc dịch mắc gió gì hết, vì đã ăn cơm nấu tại xứ có nhiều vi trùng. Bởi sống chung với vi trùng thì được chúng nó nhận làm bà con, không hại ta nữa. Khánh nghe dễ chịu hơn bạn hữu của chàng, vì chàng ít mất gốc hơn hết. Chàng còn nghe thương mến những cái gì cũ, những người cũ. Người lạ thì cũ hay mới không khác nhau, nhưng khi ta biết rằng họ cũ, ta vẫn thích họ hơn là nếu ta sống giữa một cộng đồng người tứ chiến. Ba Ngồi cũng là đất cũ, nhưng chàng không thương Ba Ngồi được, vì chàng sống ở ngoại ô, giữa cái xóm quán liều tạm bợ mới mọc lên không lâu, mà chàng biết là sẽ tàn lụng ngày nào đó. Nhưng cho đến cái thị trấn Ba Ngồi cũng cứ là cái thị trấn mới, chỉ có cái làng là cũ. Mà sớm mà chàng tá túc lại ngăn cách với làng cũ đó bằng cái thị trấn mới mọc lên là thị trấn Cam Ranh. Họ ăn cơm lành mạnh rồi về nhà trọ ngay, chứ không có la cà ở quán liều nào hết, vì ở đây không có những quán rượu cá kèo. Còn Sề Nách Ba là nơi mà khách bị đập mạnh quá tay, nên họ chưa lui tới vội ở những nơi đó. Và họ biết trước rằng họ sẽ đi uống rượu ít đi. Con phố mà họ thuê nhà chạy song song với bến Bạch Đằng, cách bến Bạch Đằng không xa và mang tên là đường Độc Lập. Đất giữa hai con phố đó đầy nghẹt nhà dân, và họ len lỏi qua các hẻm để từ hiệu ăn mà về nhà. Trên đường họ gặp hơi nhiều những thanh niên đứng hay ngồi trong các xó. Những anh này có vẻ đợi ai. Khánh thấy như vậy nhưng không đoán được họ làm gì một cách đích xác. Căn nhà của bọn này rất đặc biệt là chẳng có bàn ghế gì hết và sẽ không bao giờ có. Tất cả sự nghiệp của mỗi người trong bọn là một chiếc vali không lớn, vì họ có tiền nhưng cũng chẳng buồn sắm y phục cho nhiều. Không có anh nào thích để dành tiền hết, trừ một anh còn gia đình ở Sài Gòn. Nhưng tiền của họ, họ tiêu xài bậy bạ chứ không sắm đồ vặt. Cho đến những chiếc máy thu băng tốt bán giá rẻ ở BX mà họ có thể nhờ người Mỹ mua giùm, họ cũng chẳng có. Họ có sắm đồng hồ đeo tay,
thứ mắc tiền, nhưng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Họ nói rằng như vậy thì rủi chết, khỏi phải tiếc của trong giờ hấp hối. Họ rất ít chết vì công việc không nguy hiểm, nhưng từ ngày bên lâm chiến kia dùng được trọng pháo để bắn vào các căn cứ thì họ thấy rằng họ cũng giống như lính chiến, vì họ sống sát căn cứ, mà đạn thì lại không rơi trúng căn cứ mà chỉ trúng những vùng phụ cận, tức họ dễ lâm nguy hơn cả lính Mỹ nữa. Lúc đi nằm, nằm chứ không ngủ, rất nhiều anh trong bọn nói lên sự tiếc của họ. Bậy quá, ta không về Sài Gòn được nên cứ hưởng cuộc đời bất kỳ ở đâu. Nhưng ta đã quên mất rằng có những nơi làm cho ta tốn tiền mà chẳng cho ta lạc thú nào đáng kể, như Chu Lai chẳng hạn. Phải về như thế này ta để dành tiền, có phải nay được xài sướng tay hay không? Cuộc di sơn đảo hải đã bắt đầu ngay khi ekip chuyên viên này đến đây. Họ chỉ là chuyên viên hạng 3, chứ còn chuyên viên hạng nhất, hạng nhì là người Mỹ. Mặc dầu công việc chẳng khó khăn chút nào hết, y như là thợ đá ta bắn đá ở núi Bửu Long vậy thôi. Người ta hạ thấp đèo Hải Vân bằng cách cho nổ mìn nhỏ để phá vỡ đầu đèo tới cái mức độ mà xe cộ leo đèo dễ dàng được như là trèo cao dốc lớn, chứ không phải là phá tan chính cái đèo. Vì dùng mìn nhỏ nên các tiếng nổ cứ vang lên từ ngày này sang ngày khác, bởi còn phải thỉnh thoảng ngừng tay cho xe cộ qua lại, chứ không phải được làm hoài. Đèo được hạ thấp mà đường đèo cũng được nới rộng, nên chỉ mìn nổ ở hai chiều, chiều ngang mặt đường và chiều cao ở hông núi. Người lâm ấp chọn tỉnh này để lập đô thật là đúng chiến lược vào thời cổ. Đà Nẵng có nghĩa là bảo vệ. Đèo này tuy không mang tên là bảo vệ, cũng bảo vệ thủ đô không kém, vì người thời nay mà vẫn ngán cái đèo đó. Phải hạ thấp nó xuống thì địch thủ của lâm ấp xưa hẳn cũng đã ngán xâm nhập vùng Indrapura này bằng đường bộ lắm. Tên cũ của đèo Hải Vân là Ải Vân. Đó là một cái tên phiên âm chứ không phải là chữ Nho, vì trong tiếng Chàm đời xưa thì đèo này tên là đèo A Quang. A Quang là mây. Ta không hiểu nghĩa nên phiên âm A Quang thành Ải Vân. Giả lại chữ Nho, Vân là mây, cũng chỉ là tiếng Mã Lai chứ không phải là chữ Nho. Cái chữ đó người Tàu đọc là Vin, người Quảng Đông có gốc là Thái và ta đọc chữ ấy là Vân. Không phải là đọc tiếng Tàu sai, mà là đọc chữ Tàu bằng tiếng Mã Lai, ngôn ngữ của người Chàm. Tuy nhiên Chàm Ninh Thuận ngày nay không gọi mây là A Quang nữa. Khánh phải có mặt ở công trường, dĩ nhiên là như vậy, và anh lại được dịp nghĩ ngợi lung tung. Và như thế mà anh đỡ điếc tai phần nào vì những tiếng mìn nổ. Không có cái gì vĩnh cửu hết. Nước lâm ấp xưa chắc đã cho rằng đèo A Quang sẽ đứng đó muôn năm để bảo vệ họ. Rồi cả ta nữa. Ta thấy Pháp không làm gì được đèo Hải Vân, ta cũng yên trí rằng đèo cũng sẽ vững muôn năm. Giờ rõ ra thì sông cạn núi mòn, thì tình yêu nào có nghĩa gì đâu. Tất cả đều cho anh thấy như vậy, và anh đã hiểu như vậy. Nhưng chính vì đã hiểu như vậy mà anh cứ nao nao buồn. Anh không muốn chịu luật thiên nhiên mà thích thấy mọi việc trường tồn, nhất là tình cảm. Lòng anh đang hấp hối và anh muốn hét to lên rằng không, không thế nào mà như vậy được. Anh nông dân xa lạ phải trung thành với Lương, để Lương được trở về với anh ta. Phượng bán mình chỉ là một cái tinh vịt. Anh nông nổi, dễ tin lời đồn rồi đau khổ. Chớ giờ này Phượng cứ còn ở trong xóm Sáo Lèo và cứ còn mong đợi anh. Ở dưới kia, dưới Khánh Hòa, đi thuyền ngoài khơi, nhà thuyền chài vẫn nhìn thấy được hòn Vọng Phu. Người mẹ quá đá ấy và con của bà ta đâu có mòn với tháng năm. Các thứ tình người phải còn hoài hoài. Người thông dịch viên này thấy rằng nhà thầu Mỹ làm việc rất là trẻ con, không xứng đáng với cái danh là vua kỹ thuật trên thế giới chút xíu nào cả. Anh tự hỏi tại sao không vận dụng phương tiện vĩ đại của Mỹ để xong cho rồi trong ngày đầu, mà cứ kéo dài công việc cho anh phải tới đây hoài và phải nghĩ ngợi lôi thôi hoài. Khánh có biết đâu rằng sở dĩ một đài cường quốc mà làm ăn nhỏ hơn thợ đá ở núi Bửu Long trên Biên Hòa nữa là vì họ có lý do nào đó để làm như vậy, không thể làm khác hơn được. Thợ đá trên núi Bửu Long Biên Hòa họ cũng cho nổ mìn nhỏ từ hàng trăm năm nay, nhưng chỉ nhỏ vừa chừng thôi chứ không quá nhỏ như người Hoa Kỳ ở đây. Trên núi Bửu Long mỗi lần cho nổ mìn là có cả những tảng đá lớn bằng một chiếc giường ngủ bay lên trời, tức là số lượng thuốc nổ được dùng khá quan trọng. Đó là thợ đá ta, họ cho nổ bừa. Chất mìn càng phá lớn càng hay. Ở đây người Mỹ phải chỉ huy cuộc đổ vỡ. Nếu con đường ở đầu đèo mà bị đào sâu hơn là cái mực đã dự định, cái mực cần thiết, thì rồi phải lấp lại. Núi ở hai bên đường đèo cũng thế,
con đường chỉ được mở rộng có chừng mực mà thôi. Nếu phá núi quá lớn thì nó gây sụp đổ nhiều, và rồi lại phải dọn dẹp bao nhiêu là sụp đổ dư thừa ấy. Thế nên chỉ có mìn thật nhỏ mới được dùng. Mìn đó phá phách đúng theo ý của con người muốn, tức dễ chỉ huy lắm. Mối sầu của Khánh giống cái khối đá lớn ở đây. Anh không có tự tử, tức tấm lòng anh không bị một trái mìn khổng lồ làm cho tan biến đi hết. Lòng anh, tình của anh chỉ bị vỡ ra từng mảnh vụn như núi đá ở đây. Cuộc tập sự uống rượu để quên sầu tại ngoại ô Cam Ranh là loạt mìn đầu. Cuộc tập sự làm ái tình ở Chu Lai là loạt mìn thứ nhì. Khối đá ở đây không tan biến thành mây, thành khói, nhưng cũng không còn là khối đá nguyên vẹn như trước. Lòng chàng chưa chết hẳn, nhưng mối tình lớn của chàng, sự tin yêu nơi cuộc đời, cũng đã tan nát lần hồi. Ở đây cứ sẽ còn lại một phần đèo, nhưng trong lòng chàng sẽ còn lại cái gì? Mìn nổ rồi thì những đoàn xe lại chạy qua. Mìn nơi lòng chàng nổ rồi thì chàng lại tiếp tục sống. Nhưng những đoàn xe này có đi mà cũng sẽ lại về. Nhưng anh thì anh sẽ còn đường về hay là không? Và mìn lại tiếp tục nổ. Và Khánh lại bùi ngùi đứng đó mà ngâm khe khẽ câu ca dao của người dùng lăng cô. Chiều chiều ra đứng ải vân, chim kêu gành đá, gẫm thân thêm buồn. Người Chàm đời xưa chắc cũng đã có vài câu hát tương tự như thế về đèo Ao Quan của họ. Đó là nơi biên tái quan trọng mà người lính thú đời xưa của bất kỳ dân tộc nào làm chủ vùng này cũng phải đóng đồn ở đó để sống trơ trọi giữa thiên nhiên. Trời nước bao la ở đây làm cho họ thấy thân phận con người nhỏ nhoi quá sức. Cậu nào mang đến đây một niềm đau chắc đã phải chết lần chết mòn vì lòng họ bị cảnh u tịch và niềm riêng của họ gặm nhấm lần hồi. Lăng Cô là một làng trù mật và ngộ nghĩnh dễ thương ở bên kia đèo và xa chân đèo không đáng kể. Người địa phương ở đó có phải chăng là hậu duệ của lính thú đời xưa tại đèo Ao Quan này mà họ hay hát bài dân ca đó nhiều hơn ở những nơi khác? Nếu quả đúng như vậy thì đó là những con chim trời bạc gió rất tốt phúc, vì họ đã tìm được tổ ấm ngay tại nơi đèo heo hút gió mà họ đã gẫm thân thêm buồn này. Tốt phúc hơn đám nhân công nhà thầu người Mỹ nhiều lắm. Công chúa Quyền Trân có đi qua đèo này hay không? Nếu công chúa về nhà chồng bằng đường bộ thì hẳn có qua đây, vì đây là độc đạo đưa từ Việt sang Indrapura. Bằng như công chúa đi thuyền thì không. Nhưng sử chép không đích xác về chuyến đi ấy, khác với chuyện trốn về mà người ta biết chắc rằng công chúa trốn bằng thuyền nhẹ. Khi không biết chắc, Khánh cố mà tưởng tượng rằng Quyền Trân đã du quy bằng đường bộ. Quyền Trân hẳn có khóc lúc vượt đèo, không kể những trận khóc khác ở các nơi khác. Vượt đèo tức là vào nước chim thành thật sự và thật sự giả biệt nước Đại Việt của ta. Quyền Trân đã sầu lớn y như chàng, nhưng mà đã có hay không chứ? Cho vận mạng nước ta và cho chính ngay tấm lòng của Quyền Trân, ta không sao cả mà lại còn được thêm đất. Còn Quyền Trân thì năm sau đó trở thành quả phụ, thì yêu trở lại được ngay tức khắc, ngay trên chiếc thuyền đã cứu công chúa thoát khỏi cảnh bị thiêu sống quá phụ theo tục người Chàm. Vậy ra tấm lòng không thể chết được như núi cao sông sâu hay sao? Thế tại sao mà mình không nghe lòng mình sống lại, mặc dầu mình đã trốn xa Sài Gòn vạn dặm như thế này? Phượng thì mình không kể tới nữa, đó chỉ là một mối tình mà không là một con người. Nhưng mối tình cũng chẳng còn. Không, nó không còn. Mình không biết mơ yêu nữa, mà chỉ biết vui như một con thú với các ả làng chơi. Cũng không phải là tại mình không có gặp người phụ nữ tử tế nào hết. Không cần gặp ai cả, chỉ mơ yêu là đủ chứng minh rằng mình còn sống, lòng mình còn sống. Nhưng quả thật mình không có mơ. Ở đây lính Mỹ ít hơn là lính ta nữa. Họ đóng quân ở Sơn Trà chứ không phải là tại thành phố hay tại ngoài ô của thị trấn. Họ chỉ tới đây để giải trí về đêm mà thôi. Bọn của Khánh bị tan rã vì các anh kia hơi hà tiện, không thích bị các sợi nách ba đập hoài. Chỉ còn lại có anh với anh thông dịch viên giỏi. Cả hai anh đều không tính thiệt hơn. Họ bắt bồ với quân nhân ta để cho nhóm thành đông, vì đi chơi mà thưa thớt quá thì không vui. Sợi nách ba thứ thiệt, họ đập mạnh là họ có lý. Họ phải chi về những khoản tiền linh tinh nhiều gấp bội các quán rượu cá kèo, bởi chỉ trang trí một căn nhà cho ra vẻ cũng đã mất triệu bạc rồi. Chiêu đãi viên của họ cũng khác hẳn chiêu đãi viên các quán bình dân. Các ả này chắc cũng chẳng sạch gì hơn các ả kia, mà có lẽ còn tệ hơn nữa là khác. Nhưng đó là gái thị dân được tuyển mộ từ các nơi khác đến, nhất là từ Sài Gòn. Bọn ấy biết ăn mặc, biết hóa trang, biết chút tiếng Anh,
và dĩ nhiên đã đòi lương cao. Theo viên thông ngôn giỏi tiếng Anh thì ở đây có cả một cô nói tiếng Anh thật đúng văn phạm và thật đúng giọng, nhưng đó là giọng London chứ không phải giọng Mỹ. Thế nghĩa là đó là một cô con gái nhà đã xuất ngoại du học, chứ nhất định không thể nào mà là người học tiếng Anh tại Sài Gòn, vì ở Sài Gòn ai cũng chỉ biết giọng Mỹ mà thôi. Những con người ấy làm được việc lắm, và không sao mà bằng lòng với đồng lương hạng bét mà các sảnh ếch ba nhỏ trả cho các thôn nữ ở các làng lân cận trôi dạt về các căn cứ vì lý do này hay lý do khác. Hợp nào không có ca cũng luôn luôn có nhạc, mà không phải là nhạc đóng hợp mà là một dàn nhạc thực sự. Thế là lại thêm một lớp chi phí nữa. Các quân nhân bồ mới của Khánh y như Khánh và viên thông ngôn giỏi la cà ở các sảnh ếch ba không phải vì gái, bởi người mình luôn luôn âm thầm xem rằng gái phục vụ người da trắng bị quen ố hơn cả gái năm chồng bảy tình nhân người mình nữa, mà vì họ nghiện khí hậu ở các nơi đó. Nó gồm hàng trăm thứ chứ không phải vì vũ sexy cho lắm, bởi vũ sexy cũng không phải đêm nào cũng có, mà họ chỉ được xem vào những dịp mà vũ công Sài Gòn đi tuột nê qua các căn cứ đó mà thôi. Một thứ ma túy ở đây mà họ nghiện là nhạc. Dĩ nhiên là người ta chỉ chơi toàn nhạc Mỹ, những nốt nhạc gãy tạo thành những sân cớp chắc trở, rất thân mến đối với tai của người Mỹ đen và cả Mỹ trắng nữa, cũng đã được dân ta biết thưởng thức. Và riêng bọn này thì lũ nó nghiện cả nhạc ra nữa, chứ không chỉ thưởng thức không mà thôi. Chính những sân cớp chắc trở ấy diễn tả được những thổn thức của kẻ có tâm sự, có niềm đau riêng. Và mặc dầu ngoài Khánh ra chẳng có anh nào tiết lộ chuyện lòng của họ hết, nhưng ta chắc chắn được rằng những người lìa xứ đi xa thường có gì đè nặng nơi lòng họ, trừ các quân nhân. Nhưng các quân nhân thì lại cũng rất nhiều ông có chuyện lòng. Dù sao họ cũng là tuổi trẻ cần vui, mà khí hậu ở các quán thì không bao giờ buồn. Những đêm có vũ sexy thì lính Mỹ họ hò hét, trông bắt nhớ đến phim Riviera, Sang Ritour với bọn đi tìm vàng đói khát gái. Và lúc nữ minh tinh Marilyn Monroe thử vai một ca sĩ cá kèo, vừa ca xong một bản là các anh chết đói ấy nhảy đại lên bục nhạc vác nàng ra đi ngay. Đêm đó bọn này vừa vào bar Mayflower thì bỗng Khánh giật nảy mình. Một cô ca sĩ đang ca Agogo. Agogo là nhạc vui ấy chứ, nhưng sao chàng lại nghe hơi kỳ kỳ. Người soạn nhạc, một nhạc sĩ người Việt ở Sài Gòn chứ không phải là nhạc Mỹ đây, đã áp dụng âm giai thứ khi soạn bản Agogo này. Âm giai thứ bị đưa vào Agogo thì chẳng những nó biến điệu nhạc ấy thành điệu nhạc buồn mà thôi, mà còn tạo ra cái khác nữa, rất là ác ôn. Bản Giọt mưa thu cũng đã được soạn theo âm giai thứ, cho nên nó mới buồn đến thế. Nhưng đó chỉ là nhạc thường, và có não nuột bao nhiêu cũng chỉ tả được nỗi buồn, cho dẫu là lớn lao, của những con người thường. Những con người trong giọt mưa thu, trong đêm đông, trong con thuyền không bến, quả có sầu nhiều nhưng chưa khóc, mặc dầu âm giai thứ đã được dùng. Với những nốt nhạc gãy của cha thì họ đã thổn thức, rồi nức nở, rồi tấm tức tấm tưởi, nhưng chưa giết chết lòng ta được đâu. Với âm giai thứ trong điệu Agogo thì mạch lệ con người đã tắt hẳn rồi, họ không còn nước mắt để mà khóc nữa, họ đã cóc cần tất cả rồi. Agogo âm giai thứ nói lên tâm trạng chán chường ê chề của những kẻ bị đời dai vò chà đạp, tâm trạng của kỹ nữ, của gái bán ba, của những anh con trai bị hất hủi, của đàn ông mà tấm lòng đang hấp hối. Chỉ tiếc là cây sắc xô không làm tròn sứ mạng, mặc dù người thổi kèn đêm nay là một nghệ sĩ cừ khôi. Sắc xô chỉ diễn được sự tấm tức tấm tưởi của điều ra, không có nhạc khí nào đủ sức tả sự tắc nghẹn của cái mạch lệ không còn chảy được ấy hết. Bài ca này Khánh đã có nghe rồi, nhưng chàng đã vững dưng với nó từ bao lâu nay. Có những cô gái mà ta thờ ơ đi qua trước mặt họ, và ta ngỡ là trọn đời ta sẽ không dính líu gì với họ cả. Nhưng bỗng một hôm, chỉ do một chút xíu gì đó, một âm thanh, một tiếng động, một mùi vị nào rất là xa xôi mà cô gái ấy có khả năng gợi nhớ được, thì thình lình ta đâm ra đắm say đắm đuối cái người của đời ta mà ta vừa khám phá ra được. Và ta thấy rằng ta không thể sống nếu thiếu nàng trong đời của ta. Các bài hát, bài ca, bài văn, bài thơ cũng mang cái tính cách thu hút bất ngờ đó. Một bản nhạc không lạ, thế mà nó trồng đúng tại chỗ người con trai xem ra không còn biết mê say cái gì nữa này thì thật là kỳ. Bạn hữu của Khánh không mê ca cho lắm, mà cũng không si ca sĩ nào hết. Rất ngạc nhiên
vì họ ngỡ người ca sĩ đang trình diễn đã bỏ bùa cho người bạn trẻ tuổi của họ. Họ ngạc nhiên vì tuy ca sĩ cũng đẹp nhưng đã xế bóng rồi, mặc dầu phong độ trình diễn của cô này cứ còn đầy đủ như năm nào. Hai người có thể chênh lệch với nhau đến 20 tuổi, tức Khánh thuộc thế hệ sau, nếu người ca sĩ ấy nói thật ra tuổi tác của cô. Trên đời này không ai đoán được tâm trạng của Khánh vào đêm nay cả, kể cả người bạn thân nhất của chàng. Nếu người ấy có biết tâm sự của chàng và có mặt ở đây đêm nay, nếu trong điệu cha có những nốt nhạc gãy thì tấm lòng của con người cũng có khi gãy đột ngột như những cái xanh khớp kỳ khôi ấy. Con người thường thì không tin rằng có sự đột biến trong tâm tư mà họ cho rằng có vẻ tuồng. Họ chỉ tin rằng chỉ có sự biến chuyển lần lần mà thôi, vì họ thiếu sống, không tưởng tượng nổi đến một sự kiện kỳ khôi như vậy. Thật ra thì sự không trơn tru mới đích thực là hình ảnh của cuộc đời thật. Và nếu ta cố nhớ lại mối tình đầu của ta thì ta sẽ thấy rằng nó kỳ dị vô cùng. Nó đến quá bất ngờ, ngồi lại không đúng phép và ra đi không trôi chảy. Và trong ba lần, lần đến, lần ngồi lại, lần ra đi, lần nào nó cũng không có báo trước gì hết. Nếu so sánh những nốt nhạc gãy với những răng cưa thì đời là một lưỡi cưa khổng lồ mà chuỗi răng cưa dài lê thê và bất tận. Một chuỗi đột biến không ngừng và cũng có những biến cố bất ngờ y hệt như việc sáng tác tùy hứng trong nhạc cha. Những đột biến ấy không phải là không có duyên cớ sâu xa, nhưng vì nó đến một cách kiếm hiệp nên thường ta không kịp nhận thức nó và ta cứ ngỡ rằng đó là nó vô lý mà thôi. Đây là một người ca sĩ được bọn ấy quen mặt biết tên. Năm xưa cô này là vua Agogo ở Sài Gòn, nhưng từ 2 năm nay cô này đã bị một cô khác trẻ hơn nhiều cướp mất ngôi rồi. Nhưng chỉ có cô này là ca Agogo với âm giai thứ. Thật ra thì Khánh bị lời ca làm cho chàng chết sững chứ không phải chỉ nhạc. Đừng nói với tôi nguyện ước, đừng nói với tôi chung tình, đời biết đâu mà hứa, lời thủy chung trọn kiếp, tình yêu nào nghĩa gì đâu. Đây có phải chăng là tiếng kêu than của Phượng mà Phượng nhờ người khác gửi đến cho chàng? Phượng đã từ chối hứa hẹn, và có phải chăng là linh tánh phụ nữ báo trước cho nàng biết rằng đời biết đâu mà hứa? Bà vua Agogo hiện kim được làm vua không phải chỉ vì trẻ hơn bà vua cũ này nhiều, mà chính vì cái giọng contralto hiếm có của bà ta. Nhưng bà vua bị mất ngôi lại hơn vua tại vị ở cái giọng khàn khàn, mỗi khi phải lên soprano. Cái giọng khàn khàn ấy rất được cả thế giới ngày nay thưởng thức, vì nó càng tả đúng hơn cái tâm trạng âm giai thứ. Nghe giọng khàn khàn ấy, ta nghĩ ngay đến một ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng, vì đã xế bóng. Lời ca tả tâm trạng của người khác chứ không phải của ca sĩ. Nhưng nếu ca sĩ có được cái gì mà người bị tả đã có, thì ảo tưởng của người nghe tăng lên rất nhiều. 10 năm nữa bà vô mất ngôi này sẽ được thưởng thức hơn, vì chừng ấy bà ta sẽ khàn khàn nhiều hơn. Hồi xưa thế giới, cả người da trắng nữa cũng không biết thưởng thức giọng khàn khàn đặc biệt đó, mà chỉ biết hoan nghênh có 2 giọng, giọng mezzo soprano loại trong và giọng soprano. Giọng contralto thì không được hoan nghênh nhiều như ngày nay, còn giọng khàn khàn thì không được ai cho ca đâu, kể cả ca chơi trong vòng bạn hữu. Thời thế đã khác, mọi thứ mỗi khác, chỉ có tấm lòng thì hình như là không. Thế mới là lôi thôi cho những kẻ có tấm lòng. Bồi bàn đã bưng món giải khát đến cho bọn mới vào, và Khánh tuy còn đứng vẫn nâng ly lên và cất to giọng để ca trước người ca sĩ đã làm cho chàng xúc động. Ca cái câu chót mà chàng vừa ghét thích thú lần đầu tiên vào đêm nay. Chàng ca trước người tài tử ấy nửa giây đồng hồ. Tình ôi, ta xin chào mi. Chào ở đây Khánh hiểu y như người viết lời ca. Đây là một lời chào vĩnh biệt, chứ không phải là lời chào hỏi nhau lúc gặp mặt. Trên kia họ la hê hế, và dưới này chàng cũng la theo, và la còn to hơn bọn ở trên bực nhạc nữa. Khánh ngồi xuống và cả bọn cười xòa với nhau, và anh con trai này nghe là mình đã giống được bao nhiêu người khác ở đây. Chàng sẽ không tư lự tầm ruộng nữa, cứ vui và quyết tâm quên hết. Chàng vừa chào vĩnh biệt tình yêu, cái mà chàng đã thấy là thiêng liêng, nhưng mà nó có nghĩa gì đâu, đúng y như lời của bài ca. Nếu Phượng mà có yêu chàng đi chăng nữa, có thể non hẹn biển với chàng đi chăng nữa, rồi thì vì gia cảnh hoặc vì má nó xúi dại nó cũng bán mình. Mà tái tê hơn nữa là nó cũng quên chàng được như thường.
có ai ăn tình yêu được hay không nè. Trong khi thiên hạ cứ tiếp tục đói, mỗi năm trên quả địa cầu có hàng trăm ngàn người chết đói, thì ở đó mà khóc sự tan nát của tình yêu thì thật là dị kỳ. Khánh tin mạnh rằng kể từ đêm nay, trong lãnh thổ ta chỉ còn có một người điên độc nhất, đó là con bé Lương ở dưới căn cứ Chu Lai. Con bé ấy sống để mà vọng tưởng anh nông dân nào đó chẳng biết nữa, và nó sẽ được gửi đi xa lắm, xuống tận biên hòa ở miền Nam nước Việt, để sống chung với những người mà xã hội bỏ quên. Trên kia người ta cứ tiếp tục chơi nhạc Mỹ với âm tiết nhanh như phi cơ phản lực Khuê Kỳ, với những nhạc khí kỳ khôi gây tiếng động nhức đầu hơn là âm thanh êm tai, với những nốt nhạc gãy như răng cưa, nhưng không bao giờ à go go âm giai thứ được tái xuất hiện nữa cả. Người Khuê Kỳ không thích lãng mạn, không ưa buồn, và âm giai thứ chỉ được hoan nghênh ở các hộp đêm Nam Mỹ, mà đa số dân chúng là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, với lại người Lai và người da đen thuần túy. Người da đen rất ưa âm giai thứ và những nốt nhạc nhảy, vì họ thường khóc thân phận con người của họ. Người Khuê Kỳ không có lý do để mà khóc. Đã quyết tâm quên hết, Khánh lại nhớ tiếc âm giai thứ và rất tức mình mà nghe các cô ca agogo âm giai trưởng mà trước đây chàng rất thưởng thức, y như bất kỳ anh con trai nào. Tai chàng đêm nay là chiếc máy thu thanh hỏng, nhạc vui làm quyên náo cả một khu phố, vậy mà chàng cứ tiếp nhận những dư âm của một điệu agogo chán chường, chỉ được ca có một lần độc nhất, và được là có lẽ do sự lầm lẫn của người làm chương trình. Rồi người ấy chợt thấy điệu nhạc đó không hợp với sở thích của khách ruột của hộp này, nên cho nó đi ngủ sớm, có lẽ không bao giờ đánh thức nó dậy cả. Thật ra thì âm giai thứ chỉ thú về khuya mà thôi, vào những giờ mà thiên hạ đã bắt đầu say, trong gà quá cuốc, và nhìn ca sĩ, họ thấy bóng dáng người yêu xa xôi của họ, nên để cho người ta vui một lúc cái đã chứ. Chứ người ta mới ló mặt vào đã bắt người ta khóc ngay thì ai dại bỏ tiền ra để đi giải trí nữa. Nhưng có những con người rất là kỳ khôi, họ sẵn lòng để cho những cái làm cho họ khó chịu thu hút họ. Khánh thích bị một niềm đau dày vò hơn, chứ còn nỗi chán chường, sao mà nó như là môi hết ruột gan chàng mà vứt đi. Thế mà chàng lại luyến tiếc âm hưởng của bản agogo âm giai thứ tạo nên ê chề đó. Nếu trả thêm tiền mà được nghe hoài điều nhạc đó ít lắm vào đêm nay, chàng sẽ sẵn lòng mở bóp phơi ra. Chàng muốn trầm mình trong nỗi ê chề rất là khó chịu kia, chỉ vì chàng còn biết đau khổ phần nào, như là con bé Lương. Tất cả chiều đại viên hiện diện, ả nào cũng xinh đẹp hết, nhất là dưới ánh đèn màu gạt gẫm. Nhưng các ả không còn biết đau khổ nữa, nên các ả sướng thân lắm. Mà chỉ có kẻ nào đã thật chán chường mới không còn biết đau khổ nữa. Agogo âm giai thứ đối với chàng là ma túy, là rượu, là thuốc tê của các phòng giải phẫu mà chàng cần. Thì ra lòng chàng đã gãy, mà các khúc bị gãy chưa dứt lìa nhau. Khánh chưa biết rõ chính chàng cho lắm, và chàng mê say điệu nhạc ấy mà không biết vì sao. Đó là nơi ẩn trốn lý tưởng của một tấm lòng sắp chết, nhưng chưa thật chết, mà chủ nhân của tấm lòng ấy thì lại muốn cho nó chết thật là chết. Thân xác con người dễ được giải thoát hơn khi người ta bị thương nặng, không phương cứu chữa và quằn quại trong sự đau đớn, thì bạn hữu của ta mà biết chắc được sự kiện ấy, họ sẽ tặng ta một viên đạn giải thoát, thế là xong. Ta ngủ yên cái giấc ngủ ngàn năm, mặt ta hết nhăn nhó nữa, nhưng chưa có loại đạn nào đủ khả năng làm giúp tấm lòng cái công việc đó hết. Kể cả những câu triết lý dụng của bọn chiêu đãi viên ở căn cứ Chu Lai, chúng nó đoán biết tâm trạng của chàng, và cũng đã cố thuyết phục chàng vui sống như chúng nó. Ta phải tự tay giết tấm lòng của ta mới được. Nhưng dầu sao điệu nhạc quen, nhưng chỉ vừa được thưởng thức đêm nay cũng đã giết lòng Khánh thêm một chút nữa. Tấm lòng này đã chết được 60% tại Chu Lai, thì đêm nay và bà vua Agogo cũ chém nó thêm một nhát nữa, và nó chết được tới 90%. Ở đây người ta cũng ăn gian như bất kỳ ở đâu. Ca sĩ danh tiếng chỉ leo heo có vài cô, rồi thì cũng cứ ca sĩ địa phương và mầm non Sài Gòn. Thế nên rồi cả bọn chỉ sống với nhau và với chiêu đãi viên, và họ được vui. Chiêu đãi viên không rắc rối như ca sĩ, họ chẳng có làm gì cho ta khổ tâm hết, dẫu ta chỉ là khách tâm tối. Nhưng anh bảnh trai hoặc nhiều tiền dám suy ca sĩ, anh thường phải mắc cảnh ăn không ngon, ngủ không yên. Khách thường mà banh tai ra để nghe các cô ca cũng khổ tâm không kém, như Khánh đêm nay chẳng hạn. Giới chiều đại viên thì ai cũng được cười, nhưng Khánh đã mất hết cả ưu thế của một anh con trai khờ khạo, được các cả ta cưng.
Mấy tuần lễ ở Chu Lai đã giúp anh trưởng thành lên trông thấy. Đời sống sinh lý quả có góp phần quan trọng trong cuộc trưởng thành đó. Nhưng cùng những cái khác nữa, các bà giáo sư ở Chu Lai không phải chỉ dạy anh khoa ái tình, mà còn dạy nhiều nghệ thuật sống khác hơn. Nói cho đúng ra thì đó là kỹ thuật hơn là nghệ thuật, toàn là kỹ thuật vặt. Nhưng chính kỹ thuật vặt nó giúp cho một anh con trai trẻ măng giống được người lớn ở trong các quán liều. Bị chiêu đãi viên ở đây xem chàng ngang hàng với các khách khác, Khánh lại đâm tiếc. Anh con trai khờ khạo của tháng trước, đời chàng là một chuỗi liếng tiếc, nhớ thương dài vô tận. Trên đầu đèo Hải Vân, chỉ có một mình chàng là khóc chủ nhân của tỉnh Indrapura, chủ nhân của đèo A Quang. Chỉ có một mình chàng là khóc các anh lính thú đời xưa, là khóc Quyền Trân công chúa. Các anh khác chỉ thấy khía cạnh kinh tế của công tác mà thôi. Con gái lấy chồng là đàn ông đứng tuổi, được lợi lớn ở một cuộc bảo vệ vững chắc về mọi mặt, nhưng lại mất anh con trai khờ khạo rất là dễ thương. Chắc các nàng đã phải do dự đắn đo khó khăn lắm trong khi lựa chọn. Không thể cả tham nhưng bỏ cái nào cũng uổng hết. Thế nên có vài cô đã liều mà chọn một cái nhà tranh, nhưng mái nhà tranh ấy có chứa một quả tim vàng. Không phải là đàn ông đứng tuổi không biết yêu đâu, nhưng vàng của đàn ông đứng tuổi không được là vàng nguyên chất cho lắm. Vàng của các anh con trai khờ khạo là vàng 10, trong đó không có pha một ly kim khí nào khác hết. Nhưng các nàng đã quên mất sự kiện này, là rồi vàng 10 nào rồi cũng sẽ biến thành vàng 7 hết ráo. Mới có một tháng đã qua mà cục vàng Khánh đã biến thành vàng 8 rồi. Bị các chiêu đãi viên Đà Nẵng coi là đàn ông thường, không thơm mùi con trai nữa, thì vàng 10 cũng chẳng vĩnh cửu gì hết, y hệt như bất kỳ thứ nào khác. Ả chiêu đãi viên chung bàn rượu với bọn này có lẽ đẹp hơn Phượng một bậc. Đèn màu và ánh sáng lờ mờ, không cho ai biết chắc được cái gì hết. Nhưng Khánh tin rằng chàng không sai lầm lớn lao đâu. Chàng không có sợ Ả ta như đã sợ Phượng, mà hoàn toàn không phải vì chàng là kẻ trả tiền và Ả ta có phần sự giúp vui cho chàng. Nếu chàng còn nấn ná ở Cam Ranh thì chàng đã được dịp gần gũi bọn Qua Cầu Đoạn Trường. Bọn ấy thì đẹp không thể lầm, vì chàng đã rình các Ả dưới ánh đèn phố. Ánh đèn ấy sáng chứ không ăn gian như ánh đèn ở đây, và chàng đã sợ các Ả ấy, mặc dầu chàng cũng là kẻ trả tiền. Chàng chưa đến gần gũi bọn đó, nhưng giờ lắng nghe lòng mình thật rõ, chàng biết chắc rằng chàng đã sợ lũ nó, nếu có sự gần gũi không có xảy ra ấy. Trước kia Khánh đã tức giận sự nhút nhát của chàng bao nhiêu, thì giờ đây chàng lại tức giận sự dạn dĩ của mình bấy nhiêu. Sự run sợ trước con gái thú vị không biết bao nhiêu, thế mà trước đây mình lại quá ngốc, chẳng biết thưởng thức sự nhút nhát của mình, lại còn nguyền rủa ông trời sao ông ta lại sanh mình ra quá thỏ đế như vậy. Mình đã mất hết cả rồi, mình rất giống Phượng, mặc dầu không bán mình như Phượng. Để tạm quên, Khánh hỏi Ả chiêu đại viên: ở bà nào và đêm nào có vũ sexy? Chắc anh thật là kỳ cục, bọn đàn ông điên hết ráo. Không phải là em giấu nơi đó để mà được tiếp các anh vào đêm sau, hay được tiếp tục ngồi đây với các anh vào đêm nay, nhưng mà ngứa miệng quá không thể nín. Các anh điên ở chỗ nào đâu? Một anh quân nhân hỏi. Mấy cái con vũ nữ sexy ấy đã làm gì mà các anh mê xem dữ vậy? Chúng nó vũ bụng để rơi lần lần sợi dây nịch nhỏ lòng thòng tua qua, cho lòi cái bụng của chúng nó ra. Nhưng bụng của chúng nó đen thui, đâu có ngà ngọng như bụng của em mà các anh mê. Chúng nó ngoái mông, mà mông của nó đâu có vệ sinh như mông của em. Mông của em vệ sinh ở chỗ nào? Mông để dành cho quê kỳ thì phải biết, phải ngâm nước nóng hàng ngày chúng nó mới không chê. À, cái lũ này trông sạch sẽ sang trọng hơn bọn ở Chu Lai nhiều, nhưng nói bậy không chịu được. Nhưng Khánh lại thích như vậy. Không phải vì là con trai mới lớn lên, chàng chưa kịp hưởng đầy đủ nghệ thuật nói bẩn nên cố mà hưởng, mà vì cái miệng nói bẩn ấy có khả năng giết chết chàng thêm. Chàng phải lặn hụp trong những không khí càng bẩn thỉu càng hay, để mà nhiễm độc bởi chất độc có khả năng sát hại chứ đâu phải là mùi thơm. Chàng xa lánh con bé Lương cũng chính vì vậy. Nó thì còn thơm phần nào. Bụng em ngà ngọc như cái gì? Khánh hỏi. Như gò má của anh. Nói rồi Ả ta đưa tay sang véo nhẹ vào má của Khánh một cái rồi nói. Anh này có vẻ còn thơm. Ừ, nhưng tay của em có vệ sinh như mông của em hay không mà dám véo vào má anh? Em rửa tay toàn bằng nước hoa không mà thôi. Mà nước hoa là rượu chín chục chữ, tức nó sát trùng. Anh quân nhân ra giá. Nó thơm lắm, và em nào thích nó thì phải cưới nó 10 đô la xanh. Hơi mắc, vì chắc không được thật tinh khiết.
Nếu còn là con trai nheo nhẽo thì đáng 100 đô. Sao em biết nó không được tinh khiết? Anh ấy đã dám ca đua với ca sĩ thì cũng thuộc hạng trời đánh như các anh chứ gì. Không hề gì, anh sẽ bắt nó nhận đầu nó vào nước nóng thì nó sẽ tinh khiết như mông của em. Quê kỳ dễ tánh chứ tụi này thì gắt lắm. Nhưng nếu anh ấy không đòi gì hết thì tụi em cũng sẽ không đòi gì hết. Vậy là em lỗ, nhưng em hy sinh đêm nay. Khánh cười khà vì chàng chợt thấy rằng chàng đã bị sụt giá ghê lắm. Sự sụt giá này làm cho chàng thích chí chứ không làm cho chàng mít lòng đâu. Mới ngày nào ở Chù Lai các ả còn tranh nhau để cướp chàng, thì đêm nay chỉ đòi có 10 đô la, một ả đã chê mắt. Ở đây không có ả nào mời chàng hút xa lem hết, mặc dầu chàng đã qua khá nhiều cái ba rồi. Thế rồi Khánh lại nghĩ đến Phượng và nhất là Thình. Thằng Thình đó biết đời rồi, nên nó mới đã cho chàng biết rằng Phượng chỉ có giá vào lần đầu mà thôi. Bây giờ thì Phượng nằm nhà hay đang đi bán rẻ đây? A ha, của quý sao mà mau mòn đến thế. Hết tập 6, còn tiếp